các bạn, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu vàng. Nơ, mình sẽ tô màu đỏ. Dâu mình tự tô một can. Hôm sau sẽ tô màu vàng. Tiếp theo môi sẽ tô màu đỏ. Mi đầu tay áo mình sẽ tô màu xanh. Quần tô màu tím. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.